Hai cá hô, hôm nay Lê Huy sẽ chia sẻ với chúng ta cách dùng 20 cặp động từ quan trọng nhất trong tiếng Quảng. Nào chúng ta cùng đi. Này hậu à, này hậu à, ní hảo à, ní hậu à, hai, hello. Mình biết ba ngoại ngữ như thế, liệu đã lên thái ngoại ngữ được chưa? Chúng ta sẽ đi cái cặp đầu tiên trong tiếng Quảng, đó chính là cõng, thang, cõng, thang. Cặp số 2, tục, xẻ, tục, xẻ. Ok, ta đọc có chữ nhầm. Cặp số 3, lầy, hồi, lầy, hồi, lầy, hồi. Ok. Cặp số 4 đó chính là chung gì và thấu diêm. Thấu diêm là ghét hoặc là chăng cũng là ghét. Chung gì, thấu diêm. Chúng ta sang cặp tiếp theo. Cặp số 5, diêu, diêu, ngõ diêu, diêu. Cặp số 6 là tiếp theo, chúng ta sẽ có dậu và mẫu. Dậu chín, mẫu chín, có và không có. Chúng ta sang cặp tiếp theo nữa, Bạn đó đang ở là trong cặp Quảng Đông số với Mitali 7, HP 0978 sáng hồi 028 518 tại và thành phố Thanh Hóa. lọt hồi. Sáng hồi, lọt hồi. Ok, ta sang cặp tiếp theo, số 8. Xuất hồi, xuất hồi. Dập hồi, dập hồi, dập hồi. Cặp số 9, xuất lầy lắm, này xuất lầy lắm. Dập lầy lắm, dập lầy lắm, dập lầy lắm, dập lầy, dập lầy. Cặp số 10, mãi, mãi, Bạn đang ở trong mãi, Quảng Đông với Mitali HP mãi, 0978 mãi. 028 518 tại thành phố Thanh Hóa. Ok, cặp số 11, bảy, bảy, chìm sâu, chìm sâu. Rồi, ta sẽ sang cặp số 12, ninh lầy, ninh hồi, ninh lầy lắm, ninh hồi lắm, ninh chậu. Rồi, cặp số 13, hoi, 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 san, hoi, san chỗ. Cặp tiếp theo, cặp số 14, chầu, quán, hoặc là chầu dễ và quán. Cặp số 15, sáng ban, hoặc là sáng ban và sâu cung. Cặp số 16 đó là siêu xỉ, siêu xỉ, siêu xỉ và cay trục, cay trục. Rồi, cặp tiếp theo 17, mằn, mằn, tạp, mằn, tạp là hỏi, đáp. Rồi, cặp số 18, hay mòn, hay mòn, sắt mòn, sắt mòn, hay mòn, sắt mòn. Cặp số 19, quấn tấu, quấn tấu. Quấn tấu là không kín chỗ, là không kín chỗ. Là rồi, cặp số 20, cặp cuối cùng, khởi chỉ, kết thúc. Khởi chỉ, khởi chỉ, kết thúc. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành
xong cách phát âm của 20 cặp từ quan trọng nhất trong tiếng Quảng. Nào, hy vọng là chúng ta đã ghi được những cái từ chúng ta chưa biết và chúng ta phát âm được chuẩn chỉnh những cái từ này. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái cách mà để sử dụng những cái cặp tính từ này trong câu mới là quan trọng. Cặp động từ này trong câu mới là quan trọng, đúng không? Chúng ta biết được cái nghĩa của nó mà chúng ta không sử dụng được thì nó cũng như nhau thôi. Nó cũng rất là không có tác dụng gì cả. Ok. Vậy thì bây giờ với cặp đầu tiên, đó là nói và nghe. Thì như chúng ta còn nhớ ở những cái bài số 14, tức là có 40 cụm từ với cỏ, chúng ta đã dùng rất là nhiều từ cỏ này rồi, thì chắc chắn là chúng ta vẫn còn nhớ. Bây giờ sẽ đố lại mọi người những cái câu trong bài đó xem chúng ta còn nhớ hay không nhé. Ổ cỏ chân kìa, ổ cỏ chân kìa, hoặc là nãy cỏ tài sang ti đó, nãy cỏ tài sang ti đó. Bạn nói to lên một chút, đúng không nào? Hay ngộ chi này còn tài quả hay mấy? Tôi biết bạn nói phép đúng không nào? Sao nào? Này là hay ngộ chi này còn xìu chê. Tôi chỉ nói đùa thôi, đúng không nào? Rồi, đó là cái từ nói. Và từ nghe thì sao nhỉ? Nhìn nghe. Ây à, thang tình quả làm coi, để thang tình quả lâu mẫu à. Bạn nghe điện thoại đi nào, làm ơn nghe điện thoại đi mà. Ây, em coi để thang tình quả là, bạn nghe điện thoại đi. À, uầy, cam dịch này thang khởi cổ mất gì à? Mẫu cổ mất gì mấy? À, hôm nay là bạn nghe thấy anh ấy nói cái gì không nghe thấy gì à? Ngủ qua bên đấy thang à, ngủ qua bên đấy thang à, tôi nói cho bạn nghe này, đó thang đúng không? Thang tiền quả, thang dâm ngọt. Thang dâm ngọt là gì nhỉ? Nghe nghe nhạc. Thang dâm ngọt, thang dâm ngọt. Wow. Rồi, đó là những ví dụ. Và chúng ta sang cặp số 2. Cặp số 2 đó là tục và sẽ. À, với từ đọc ngồi gì ca tục cảnh suy à, tục cảnh suy à. Tục cảnh suy là đang học à, tục à, gì ca ngộ tục bài này thang đó hả? Còn thang tục sẽ lầy hồi chung gì chung gì á. À, câu là này tục hủ nàn thang à, bạn đọc rất là khó nghe. Thôi đi tục sẽ ê ngủ mẫu chỉ bắt thêm không có bút thì làm sao biết được. Đây rồi, bút rồi. Ok. Ngủ sẽ quế. Ôi, này dòng mẫu kinh lý tình quả lâm bạ. Này có là ngộ xẻ tay lắm. Linh cậu chất bạt, linh gì bạt, dắt bạt. Ngộ xẻ tàu lắm. Ok. Ok. Sẽ ngộ tục. Này tục bày ngộ sẽ. Bạn đọc cho tôi viết số điện thoại. Linh cầu chất bạc, linh gì bạc, nhất bạc. Đó chính là số điện thoại của ai. Rồi, ok. Đấy là cặp số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cặp số 3. Cặp số 3. Thì với cặp số 3, chúng ta sẽ có cái ví dụ đến và đi. Uầy, phải đi là cái gì thì nãy xin lầy à, phải đi cô lầy là phải đi lầy là
bạn nhanh lên qua đây đi, nhanh đến đây đi. Hoặc là, uế, cái lấy ở đây cô lấy mẹ à? Giám đốc à, ông qua chưa? Ok. Đến, à đi. Khối gì cả tàu xe chạm là, đấy hồi chịp khối là. Phải thế là. Bây giờ ông ấy đến bến xe buýt rồi, bạn đi đón ông ấy đi. Này hồi chịp khối là. Alright, hồi. Uê, đấy phải đi hồi mãi phản xích lắm, phải đi. Nghe đi mua cơm ăn đi. Hay này, ngàn chỗ là này phải đi hồi lắm. Muộn rồi, đi nhanh lên. Uê, ê em coi, kinh lệ khỏi hồi bên tàu là. Khỏi sắp cho hồi mê. Có hồi bên tàu kìa. Gì mê? À, họ là xin là, họ là một cái. À, ông giám đốc ông đi đâu rồi mà à, ông ra ngoài rồi nhưng mà không biết là ông đi đâu thì thôi. Alright. Vậy thì chúng ta sẽ sang cặp số 4, đó chính là alright, cặp số 4. Chung gì? Wow, ngồi hấu chung gì đi sầu cây đâu à? Đi iPhone ngồi hấu chung gì iPhone à? À iPhone lưu S à, ngồi hấu chung gì? Ôm chung gì Samsung à? Tôi rất là thích iPhone 6S và tôi không thích Samsung chút nào. Rồi, đấy là không thích, thích và không thích. Còn ghét thì sao? Ai, ngồi, ê, xịt mắt gì à? Lầu liền mấy. Ê, ngồi hủ thủ diêm xịt lầu liền à. Không xin. Ăn cái hoa quả thì tôi rất là ghét ăn cái sầu riêng à, nói thật, nói dối rồi chứ tôi rất là thích ăn sầu riêng à, này hủ hủ thủ diêm xịt à, lầu liền. Bác cô lên ngồi hủ chung gì xịt cả. Bạn rất là ghét ăn nhưng tôi rất là thích ăn. Em quầy lên khỏi xe này hủ hủ xịt à. Mà lại khỏi hủ quầy à. Còn nữa là rất là đắt à, hủ quầy à, rất đắt. Rồi à. Uế, nó không khởi cõng mày à? Hay là cõng xì sạch là... Để cái anh khởi thổ diêm đấy mày. Mày sợ nó ghét mày à? Không nào, cứ nói sự thật đi. Mày sợ nó ghét mày à? Không nào. Rồi, ok, để là chúng ta sẽ sang cái cặp số 5. Là gì nhỉ? You. Cặp này thì dùng rất là nhiều trong tiếng Quảng. Và chúng ta phải biết dùng cái từ này bởi vì sinh hoạt hàng ngày chúng ta hay dùng lắm cho nên chúng ta phải dùng nhiều. Uế, đấy you ngồi có lời chìm này à? You à? Họ là gì cả ngồi có lời là? Ok. Bạn đã cần tôi đến đón bạn không? Cần à? Thế thì bây giờ tôi qua thôi. Alright. Uế. Gì cả, để dư không dư xịt phàn á? Ồ, âm dư à, âm dư à? Ồ, gì cả hồi xịt mìn mấy? Ồ, hậu, ok. Cấm, hậu, ok, dư à. Rất là đơn giản, những câu này rất là đơn giản trong năm. Uê, ngủ âm dư dặm cà phê à? À, phát nằm trượt à? Tôi không có muốn uống cà phê đâu, ngủ không có nổi. Ôi, gió tin quá. Ai, mình yêu thang, mau đi khỏi là mình yêu thang, kệ nó đi, không có cần nghe. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang đến cặp số 6, đó là dậu và mẫu. Uê, gì cái này dậu mẫu chín à? Dậu à, dậu cái tôi chín à? Lẻ ông màn mân à? Bây giờ bạn có tiền không? Có à? Có bao nhiêu? 2 màn. Alright. Quê đây giờ mẫu khởi tiền quả lâm bạ mẫu mê hỏi là hầu lắm xuyên nằm coi bạn có số điện thoại của nó không
Không có à? Thôi vậy nhá, cảm ơn. Rồi, chúng ta sang cặp số 7. Nói là sáng, hồi và là hồi. Hồi là đi. Uầy, để phải đi sáng hồi đó. Phải đi sáng hồi lộ dễ lắm. Bạn nhanh lên trên đi lấy đồ đi. Ê ê, lắc chạy à. Đấy là hồi là hồi là kinh lệ hay là hà tặng đấy à. Cậu ơi, cậu xuống dưới đi. Giám đốc đang đang đợi cậu đấy. Ở dưới đợi cậu đấy, ở dưới lầu dưới đợi cậu. Alright, đó là cặp số 7. Ta sẽ sang cặp số 8. Chính là xuất hồi và giặt hồi. Ê, lắc chạy à. Nó xuất hồi bằng ngồ lỗ bùi sỏi lắm. Bạn ra ngoài giúp tôi lấy cốc nước đi. Ê, nãy xuất hồi bong ngồ mãi phần xào phàn là ngồ hữu thổ ngọ là. Ê, hữu thổ ngọ là cầu suy hữu lòi là hữu thổ ngọ là. Ra ngoài giúp tôi mua phần cơm đi, tôi dậy lâu quá, đói lắm rồi. Hữu thổ ngọ là, rất là đói rồi đúng không nào? Xuất hồi, đi ra ngoài. Đó rồi. Này rất quay ảnh dập hồi là kinh lấy tầng này mà ngồi hơi tàu tắc là bạn một mình vào đi, giám đốc đang chờ bạn đấy, tôi ở đây được rồi. Này dập hồi lắm, dập hồi lắm, dập hồi lắm, này dập hồi xin lắm, bạn vào trước đi. Rồi rồi bây giờ sang cặp số 9 ra là xuất lầy. Xuất lầy và dập lầy. Xuất lầy. Xuất lầy. Em này xuất lầy nhất chẳng là ngó mà yêu dập à. Bạn ta đây một lát này tôi không muốn vào. Này xuất hồi nhất chẳng là ngồi giáo xì xong thùng đấy có em ra ngồi đây một lát đi, anh có việc muốn nói với em mà. Ê, không phải chứ mà ngó mà sợ dập hồi à, anh không muốn vào à. Rồi vào đây. Ôi, khoai bùn nữa, dập lại, dập lại, dập lại, hai tôi cháu lắm. Mở cửa ra, vào đây. Ngồi đây được rồi. Rồi này, dập lại, dập lại, cô của viên cháu lắm. Bạn vào đây, qua bên kia ngồi đi. Đó là cặp số 9. Rồi bây giờ là cặp số 10. Số 10 của chúng ta là cái gì nhỉ? Mãi. Lão sài ni cô iPhone gì cả kể tôi xin nha. Gì cả kể tôi xin nha. Nếu mãi 69.000 à? Hổ phèn chứ em. Ông mua 6.000 à. Rất là rẻ. Lão say à. Nếu có iPhone lấy tím mãi à. 69.000 à. Mày cầm cầm quầy cái phèn tí la. Hay à. 5.000 mãi mà xuyên la. 5.000 thì không bán thì thôi. 5.000 mài mà xuyên lắm. Tím mài à? Nico iPhone tím mài à? 69.000 à? 6.000. 69.000 à? Lấy mài mài. 5.000 này có bán không? Ai ông mài mà xuyên ra xuyên lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sang cặp số 10. 1. Cho và nhận. Mà bên này iPhone à? Bên này iPhone. Bên này. Tôi cho bạn đấy. Yêu yêu à? Có muốn không? Rồi. Quế. Hôm qua tôi chạy xài này sang giật lại mặt hữu làng à.
sang Nhật này mà không lẹ bắt của hấu quầy à, ngon cắm chìm sâu à. Cảm ơn vì món quà sinh nhật của bạn. Ngô hấu chung gì tôi rất là thích nhưng mà nó hấu quầy à, rất là đắt. Ngon cắm chìm sâu tôi không có dám nhận. Ngon cắm chìm sâu à, tôi không dám nhận đâu. Ngon chân hèm cắm chìm sâu à. Ok. Uầy, chưa sợ ngô phạt có bài này là để chìm sâu đó. À, hầu hầm coi. Tôi gửi ảnh qua cho bạn rồi, bạn nhận đi. Để chìm sâu đó. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sang câu số 12. Ninh lầy, ninh hồi. Uầy, Phan có lầy mẹ à? Này, Ninh có lầy đó. Ninh có lầy lắm coi. Cơm được chưa, bạn mang qua đây đi. Chẳng mạnh nấy hãy tổ xịt tình hay ninh cháu à. Ninh cháu à. Hậu là à, ngô bong này tả bao lắm. Xin hỏi là ông ăn ở đây hay ông mang đi? Chẳng mạnh nấy hãy ni tổ xịt tình hay ninh cháu nè. Ninh cháu à, mang đi à. À hậu à, tập trận là ngô bong này tả bao lắm. Đợi một lát tôi mang giúp ông đóng. Đóng gói, à, gói lại. Alright, đó là câu số 12 13. Thôi à. Uầy. Đấy mày hoi cây mấy? Hoi chỗ cây đó. À hay đó, hoi cây. À. À, hoi ông tẩu luôn. Mà hoi ông tẩu là mẫu xài tiền là họ nặng. Có lẽ là hết pin rồi. Hoi ông tẩu à? Mở không được. Hoi chỗ cây đó, mở máy lên nặng. Hoi ông tẩu không mở được. Họ nặng mẫu xài tiền là có lẽ là hết pin rồi. Alright. À. Uầy, sâu cung đó, sâu cung đó. San cây, sâu cung đó. Ở đó, san cây, phải đi sâu cung. Tắt máy hay đi nào, nhanh lên đi. À, sâu cung tức là tan ca. Alright. Đây là. Rồi. Cặp số 14. Chầu dễ, hoặc là chầu và hoãn. Uầy, khởi cái gì có lấy chầu à? Khói ông giàu là tím gái à? Khi nào anh ấy đến làm vậy? Không làm nữa à? Thế tại sao thế? Chắc là trả lương bèo quá. Rồi ok, quán. Uê, dù cô này sợn lấy ông muốn chầu dễ lên. Nếu dù học bạc quá, nếu xích con bạc quá, xích thêm bạc quá, xích chầu dễ là. Lấy ông muốn mày hồi quản nhưng mà thế mà con không phải đi chơi đâu. Sao gì là này du học bà quá, xin cổng tô đi bà quá, thang tô đi bà quá lắm. Cho nên là bạn nói tiếng Quảng nhiều một chút, nghe nhiều một chút. À, quế, cái gì này hồi quản à? Ngôn xuống này hồi quản hậu báo. Khi nào bạn đi chơi vậy, tôi đi với bạn được không? Rồi, ok. Ta sang cặp số 15. À, đi làm à, sáng ban à, sáng ban và lọc ban hoặc là sâu cung. Uầy, cảm nhận này cái tím sáng ban à, cái tím này phan cung à. À, cái cặp này có thể dùng từ phan cung và từ hôm nay mấy giờ em đi làm vậy. À, phan cung thì nó bằng sáng ban và lọc ban thì nó bằng với sâu cung. Rồi. À, cảm nhận này em dạy sáng ban mê. Hậu là cảm thấy tặng ngộ sâu cung ngộ tầy. Ê, cảm tặng ngộ. Ê, cảm tặng ngộ sâu cung ngộ tầy hồi dẫm cà phê đó hông ảo. Thế thì hôm nay đợi tôi tan ca rồi chúng ta đi uống cà phê được không? Rồi, ok. À, cảm nhận này kể tiếng sâu cung à. Điếm mê. Hậu, ngộ tặng đây ngộ tầy hồi dịch phàn đó hông ảo. Rồi. 5 giờ tan ca thì tôi đợi bạn đi ăn cơm được không? Ta sang cặp tiếp theo, đó chính là cặp số 16. Nghỉ ngơi, tiếp tục. Ê, đang chảy à? Ê, hậu cùi là ngồi tay ra xích chết chẩn á. Chúng ta mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi.
ở hồ cùi à, bạn có siêu sĩ chặt nào không? À, hôm nay tôi rất là mệt, cho tôi nghỉ một lát được không? Siêu sĩ chặt à, nghỉ ngơi một lát. Quay quay, siêu sĩ con về à, hai cây chục chục dễ lại cây chục cây chục cây chục. À, nghỉ ngơi đủ chưa? Tiếp tục làm việc nào. Quay, cái gì này cô này cây chục chục à? Mấy giờ bạn quay lại tiếp tục làm. Rồi câu số 17 mạnh tạm gì ca ngộ mạnh nấy nấy tạp ngộ. Bây giờ tôi hỏi bạn và bạn phải trả lời tôi. Ok, nấy vô tạp ngộ à, bạn phải trả lời tôi đấy. Gì ca ngộ hoi chỉ mạnh nấy. Bây giờ tôi bắt đầu hỏi bạn đây, hỏi là gì, đáp là gì, đúng không? Alright, đây là cặp số 17 và cặp số 18 ta thấy là hay mòn và sắt mòn. Ngồi hay mòn lê, lẽo mùn lê, họ gì quần tổ cho phần hậu buôn châu. Cảm ngồi họ gì tràn chín mòn cả thành. Tôi hy vọng là đến mai cao có thể tìm được một công việc tốt thì tôi có thể tìm kiếm tiền giúp đỡ gia đình, đúng không? Lên chạy à, này hay mòn ngồi tại bảy này kể tôi chỉ nhất của gì ta. Bạn hy vọng tôi trả lời à, chúng tôi trả bạn bao nhiêu tiền một tháng đây? Ai, cô này ở chân này giờ ngồi hũ sách mòn à. Đấy, bạn để cho làm cho tôi rất là thất vọng. Ôi, nó say à, này phòng xăm lá ngộ ngủi giờ này sách mòn à. Ông chủ yên tâm đi, tôi không làm ông thất vọng đâu. Rồi, cặp số 18 và cặp số 19 chúng ta tìm thấy. Ai, quay lại chạy ra đấy, kìa kìa tàu ngủ sáu cây bên tàu à. Mày có thấy cái điện thoại của tao đâu không? Tiếng cái em kìa ấy. Ồ, quần tàu là quần tàu là đi tàu là. Ê, em xài quần là ngủ quần tàu là. Tôi tìm được rồi, ngủ quần tàu là. Tôi tìm thấy rồi. Rồi. Ý. Ngủ đi chín nè. Ê, em kìa chỗ là tiền của tôi đâu rồi, mất rồi. Rồi ok, ôi cái số cái bãi biên tàu à, ai tiếng gái em kìm chỗ à, điện thoại của bạn đến đâu, tại sao mà lại mất chứ. Rồi ai đã yêu xấu xỉu xăm thì à, em kìm chỗ tin quả là em kìm chỗ số cây cũng mã phản à. Thấy điện thoại thì rất là phiền phức đấy, để đâu mà không cẩn thận, đúng không? Rồi chúng ta sang cặp số 20 bắt đầu kết thúc. Gì ca ngộ tề hoi chỉ chủ dễ lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc nhé. Đó là cập nhật lên sập lục phò lên tay sập lục phò lên kỹ xúc là hôm nay bài 16 kết thúc rồi. Nói được thôi chưa kết thúc, đúng không? Rồi à, gì ca này đây ho chỉ học đó. Bây giờ các bạn bắt đầu học đi. Này đây sẽ xuất lời ho chỉ học đó. Các bạn viết ra ngoài và bắt đầu học thôi. Ủa gì ca ho cạn gũi à. Cấm cái tím kết xúc à. Cái tím kết xúc à. Sập tím ấy. Học là học là một tầng này lắm. Bây giờ đang họp à? Thế thì mấy giờ kết thúc? Ừ, 10 giờ tôi sẽ đợi bạn. Alright, thế thì hôm nay chúng ta đã học được 20 cái cặp động từ dùng khá là nhiều trong tiếng Quảng Đông. Và cũng như tất cả các bài học trước trong series tiếng Quảng cấp tốc dành cho mọi người, chúng ta hãy ghi bài và học bài đầy đủ. Và nhớ rằng là chúng ta học để giao tiếp. Mà giao tiếp là phải nói và nghe, chứ không phải học ghi ra đó cho đầy vở, hoặc là xem người khác đọc sách, hoặc là học để cho vui. Bởi vì chúng ta phải biết suy nghĩ rằng là học tiếng mục đích cuối cùng là để biết để kiếm tiền và kiếm tiền thôi. Đấy, để xin việc, để có công việc tốt, để có công việc nhàn hạ và lương cao.
chứ không phải học để chúng ta chơi hay là chúng ta giết thời gian. Thời gian là vàng, chúng ta hãy trân trọng thời gian. Đó là cái thông điệp của bài ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau bài này chúng ta sẽ học bài thật tốt, sẽ sử dụng được 20 cặp động từ này như tôi đã lấy ví dụ mẫu. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau. Nhớ like nếu bạn thích video và giúp ích cho bạn. Và nếu có ai cần học thì bạn hãy chia sẻ video này, cũng như subscribe cho những bạn mới. Hãy subscribe cái nút đỏ dưới đây để chúng ta theo dõi những bài học tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau. Bye!